Năm 2016, khu vực ven biển tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Nguyên nhân xác định do nước thải công nghiệp của công ty gang thép Phoc Mo Sa gây ra. Phoc Mo Sa chấp nhận bồi thường 5 triệu đô la, nhưng đã 2 năm trôi qua, nhiều ngư dân vẫn chưa nhận được bồi thường. Trong đại hội cổ đông ngày 20 tháng 6, Hiệp hội Bảo vệ Môi trường yêu cầu Phoc Mo Sa phải nhận trách nhiệm. Hiệp hội Bảo vệ Môi trường yêu cầu Phoc Mo Sa thực hiện lời hứa 2 năm trước, đồng thời công khai kết quả giám định. Phoc Mo Sa lấy lý do biểu tình không đúng trường hợp nên đã từ chối hội ứng. Trước đại hội cổ đông, Hiệp hội Bảo vệ Môi trường tập trung trước cổng để biểu tình, cho biết trong cuộc thăm dò đầu năm nay phát hiện nhiều ngư dân vẫn chưa nhận được bồi thường và lượng đánh bắt của họ cũng giảm chỉ còn 50%. Hiệp hội Bảo vệ Môi trường cho biết có tất cả 17 người bị bắt và kết án từ 7 đến 10 năm tù giam do viết bài và tham gia biểu tình chống Phoc Mo Sa tại Việt Nam. Họ cho rằng Phoc Mo Sa đã gián tiếp gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Đài Loan, đồng thời yêu cầu Phoc Mo Sa phải có đạo đức doanh nghiệp. Sau nhiều ngày mưa liên tiếp tại miền Nam, ngày 20 tháng 6 vừa qua, mặt đường tại Đài Nam lại xảy ra sạt lở, khiến một người chạy xe máy bị thương. Đoạn sạt lở kéo dài 5 mét, giống như tình trạng sạt lở tại đường Lâm Song khu vực Thiên Đông mấy ngày trước. Nguyên nhân do mưa lớn kéo dài cuốn mất lớp đất nền phía dưới gây ra. Đây là vụ sạt lở thứ hai trong tuần, tổng cộng khiến 4 người bị thương. Những ngày mưa liên tiếp giúp mực nước tại các đập nước Tân Văn và Nam Hóa tăng lên đáng kể. Theo thông tin của Cục Khí tượng, tính đến 4 giờ sáng ngày 20, top 5 đập tích nước nhiều nhất tập trung ở Cao Hùng và Đài Nam. Trong đó Thất Cổ của Đài Nam đứng đầu, kế đó là A Liên của Cao Hùng. Cục Thủy lợi phía Nam cho biết, đợt mưa này giúp ích rất nhiều, có thể giải quyết tình trạng thiếu nước cho Đài Nam. Bắt đầu từ năm học 2017, chú âm được đưa vào giảng dạy ở cấp mẫu giáo, nhưng vẫn chưa có quy định rõ ràng về phương pháp giảng dạy. Chuyên gia cho rằng trẻ có thể sớm tiếp xúc với ký hiệu chú âm, hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến việc học của trẻ. Hiện nay, nhiều trường mẫu giáo tư lập, ngay từ lớp mầm và chòi đã đưa chú âm vào giảng dạy như tập nói, hát và vẽ tranh, giúp cho trẻ học chú âm thông qua các trò chơi trên lớp. Chuyên gia cho rằng chương trình học chú âm 10 tuần của lớp 1 là không đủ đối với trẻ chưa từng học chú âm. Tuy nhiên, theo nhiều giáo viên có kinh nghiệm cho biết, mỗi năm chỉ có khoảng từ 3 đến 5 trẻ là hoàn toàn chưa học chú âm ở mẫu giáo. Phụ huynh không cần phải quá lo lắng. Hiệp hội đọc sách Đài Loan ủng hộ việc Bộ Giáo dục mở rộng việc giảng dạy chú âm ngay từ mẫu giáo, nhưng yêu cầu cần mở các lớp tập huấn giảng dạy và bồi dưỡng giáo viên, đồng thời đưa ra phương pháp giảng dạy cũng như giáo trình thích hợp với từng độ tuổi. Ngoài ra cũng cần đưa ra các biện pháp hỗ trợ cho trẻ yếu kém và đọc chậm.